Bahato, kiếm sĩ xuất hiện trong movie của Saber, sở hữu quyển sách Phượng Hoàng giúp hắn ta bất tử, nhưng đó cũng chưa phải là toàn bộ sức mạnh của hắn. Sở hữu bên mình thanh hư vô kiếm Mumeken Yomu, thiết kế là một thanh gươm với lưỡi đen và tông màu cam đặc trưng, kết hợp hoàn hảo với sức mạnh từ Phượng Hoàng, biểu tượng gương mặt của hắn trên phần thân kiếm. Hư vô kiếm không đem cho người sở hữu những sức mạnh to lớn, nhưng nó lại có một khả năng vô cùng đặc biệt khi kết hợp đúng với người sở hữu. Biến mọi thứ trở về với hư vô, nó sẽ vô hiệu hóa tất cả những năng lực từ những thanh gươm khác, biến trận chiến của những Rider trở thành những trận đấu kiếm đúng nghĩa, không còn là một trận chiến về khả năng. Đây đơn giản là trận chiến của hai kiếm sĩ. Với khả năng chiến đấu của bản thân, Bahato, một kẻ đã chiến đấu hàng ngàn trận chiến và sống hàng ngàn năm, hắn ta dễ dàng vượt trội hơn tất cả những Rider tại thời điểm đó. Với một năng lực tưởng chừng như đơn giản nhưng lại hết sức hiệu quả trong từng trận chiến, hư vô kiếm nằm ở vị trí thứ hai là hoàn toàn xứng đáng.